Chào buổi sáng các bạn. Nguyên Tuyến Quang ngồi trên võng mà gió thổi lạnh muốn xỉu luôn. U là trời. Một ngày mới tràn đầy năng lượng và ấm áp nhé. Giờ thì đi đánh răng, nhưng do nhà không có nước nên phải dùng nước mưa hứng từ Tuyến Quang nè. Nước này còn lạnh hơn cả nước suối luôn đó các bạn. Đánh răng xong rồi thì sẽ rửa mặt. Trời ơi, tôi đây nó lại làm sao á. Đi vô nhà nhóm lửa cho ấm thôi. Xuống cầm nhà sàn để lấy củi đem vô nhà nè. May mà sáng nay trời đẹp không mưa, nếu mà mưa nữa thì chắc nhà ướt hết. Giờ thì bỏ củi lên bếp. Wow, thiệt là ấm áp, trong người đã được sưởi ấm. Giờ thì sẽ ra sân cho gà ăn nha. Qua mấy con gà thấy mình lại bu bu vô, chắc tối nay bắt một con nấu lò bún quá. Giờ sẽ hâm lại cái nồi cơm để chuẩn bị ăn sáng. Nấu có một lon thôi mà một mình ăn cả ngày không hết, muốn vô đông chén chuẩn bị ăn thôi. Mình sẽ ăn chung với nước ngọt. Nói giỡn thôi, không phải đâu, là mật ong đó. Thấy chưa nè. Wow. Và thế là đã có một bữa sáng thật đơn giản. Mời các bạn thưởng thức cùng nhé. Rất là ngọt luôn, quá đã. Cái cảm giác này giống như đường với mật ong trộn vào nhau á. Nhưng bạn hay nói, sao thấy mình nấu ăn bỏ bột ngọt nhiều vậy? Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy trong nhà có bao nhiêu gói bột ngọt nha. 1 2 3 4 Đây là gói thứ 5 nè, bự nhà bá luôn. 5 gói, ba mình mua sẵn. Cái này chắc ăn hết 1 năm á. Nhiều không? Thì sẽ cắt bỏ lại trong đây. Phải cắt kỹ chứ quý lắm đó. Thiếu dầu thì được, chứ bột ngọt thì không thể nào. Một số bạn nói muốn xem tủ đồ của nhà mình thế nào. Vâng, hôm nay mình sẽ giới thiệu nha. Đây là tủ đồ nhà mình nè. Bên này thì còn có gương để soi nữa. Cũng rất là tiện. Được đặt ở nhà bếp, ngay gần giường ngủ luôn. Bây giờ sẽ mở ra xem nha. Đó, đây là áo khoác của bố. Dưới này thì có mùng nè, quần áo. Đây là quần của mẹ mình. Mình sẽ treo lên trên này nha. Chứ để dưới này nó hơi ngoằn ngoèo, nó không được thẳng tắp á. Đó, hết rồi. Không có gì hết. Đồ mình thì cũng để dưới này luôn. Giờ mình sẽ mở ra bên đây nha. Xem có gì. Cũng không có gì, có móc treo đồ thôi. Này có váy của mình nè, màu hồng. Để như vậy nó hơi bị nhăn nheo á. Dưới này thì cũng vậy, cũng chả có gì. Thôi đóng đi. Đó các bạn thấy không? Có gì hết. Bây giờ thì lấy chổi ra ngoài quét sân thôi. Có một tuần chưa quét đó các bạn. Mình nghĩ lá cây rụng cũng hơi nhiều đó. Bắt đầu quét nè. Trời ơi, con cái nhà ai mà ngoan hiền dữ. Biết quét nhà luôn. Trời trời, nói giỡn thôi, mấy bạn đừng có cười nha. Cũng ngại lắm đó. Giờ lấy cuốc xúc mấy lá cây này bỏ đi nha. Đồ rong này cho mấy cây cao nó phát triển. Quét nhà xong rồi thì để coi nước uống. Đây là ống nước nhà mình nè. Nước ra như thế này mà không tới nhà. Lạ ghê á. Đi ăn đi đâu vậy? Đi chơi. Đi chơi ở đâu? Bye bye. Bye bye mọi người đi. Ê, trời tối rồi không có thấy đường ha. Vì lâu ngày có bạn đang xuống chơi nên tối nay hai đứa mình sẽ làm món đu đủ gà ăn với bún. Gia vị thì có xả với lại lá chanh. Thịt gà thì sẽ bỏ một ít mắm ớt. Tiếp theo là đổ một ít dầu. Sau đó là cho bột ngọt. Đảo đều lại cho nó thấm các gia vị với nhau. Nước đã sôi thì bỏ đu đủ, xả với lại lá chanh luôn nha. Nguyên một lần luôn. Ây da, có nhiều quá không vậy? Wow, nguyên một nồi. Thêm một ít muối tiêu. Bột ngọt là không thể thiếu trong các bữa ăn. Và đây là lần thứ hai nó sôi. Giờ thì bỏ tiết vô nha. Đó. Xong rồi tiếp tục bỏ thịt gà vô. Món ngon nhất tối nay nè. Wow. Thấy chưa? Để đắp lại cho nó sôi thêm một lần nữa. Rồi mình sẽ ăn thôi. Cùng xem thành quả nhé. Wow. Lẩu gà đã có. Như ở đầu video mình đã nói á, bữa tối làm thiệt luôn. Hay ghê. Và đây là tô bún lẩu gà của mình.
mời các bạn ăn cùng nhé. Ăn miếng đu đủ xem nào. Không có đắng nha, rất vừa miệng. Ăn kiểu này sẽ giảm đau nhiều, nhất là mình bị ho. Thịt kè thì cũng rất là mềm, nước của nó thì rất là ngọt. Tiếp theo là sẽ ăn bún. Ngon ghê luôn. Quá đã. Video xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Bấm chuông thông báo để nhận tất cả các video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.